Và nói về Coinbase thì chúng ta ngày hôm nay có một thông tin rất là lớn đó chính là thông tin là Coinbase đã ra thông báo là họ đã được chấp nhận bởi SEC và sẽ có mặt ở trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ vào ngày 14 tây tháng 4, đây là cái thông báo chính thức được chia sẻ với Coinbase Bạn thì được là ngày 4 tháng 4 thì Coinbase sẽ có mặt ở trên sàn chứng khoán Nasdaq với lại cái ký hiệu là coin COIN, có nghĩa là những người nào mà muốn mua cổ phiếu của Coinbase có thể là lên trên những cái ứng dụng mà cho phép thu mua giống như các bạn có thể sử dụng cái ứng dụng thu mua cổ phiếu thông thường để mà đi mua cái cổ phiếu của Coinbase và các bạn cần nên hiểu đó là công ty Coinbase là không phải là IPO IPO nghĩa là họ sẽ bán cổ phiếu trên sàn nhưng mà họ bán có dạng là sẽ tung ra cổ phiếu mới để mà kêu gọi vốn Nhưng mà Coinbase thì thông qua một cái cách gọi là Direct Listing Thì Direct Listing hồi đã chia sẻ với các bạn là một trong những cách mà nhanh nhất và ít tốn kém nhất có nghĩa là Coinbase không phải là bán những cổ phần mới mà những người mà có cổ phần nhập công ty Coinbase có thể là bán cho những người khác ở trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ đây là cách mà Coinbase đã làm và các bạn thấy được chúng ta thấy được đây là một bước tiến tới rất là quan trọng để bình thường hóa thị trường Bitcoin crypto để mà đưa crypto đi sâu hơn vào thị trường tài chính các bạn thấy được bây giờ đã không chỉ là chúng ta thấy có những cái công ty những tổ chức đầu tư đó là họ đang lưu trữ Bitcoin nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là những công ty những tổ chức đầu tư có thể là họ sẽ lưu trữ cổ phần của Coinbase và có thể chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những cái quỹ đầu tư có thể là họ cảm thấy là đầu tư bitcoin quá mạo hiểm và quá khó khăn để có thể là được chấp thuận để mà đầu tư vào bitcoin nhưng mà đầu tư vào công ty Coinbase sẽ là một cái sự lựa chọn đơn giản hơn đó với nhiều quỹ đầu tư thì họ sẽ đầu tư vào cái cổ phần của Coinbase này đương nhiên điều này sẽ làm cho thị trường tài chính càng ngày càng gắn liền đối với thị trường crypto và nhất là đối với thị trường của Bitcoin Một trong những điều mà nhiều người cũng đã chỉ được đó là đây sẽ làm giảm đi cái nhu cầu mà có được Bitcoin đến từ những cái công ty Những tổ chức đầu tư tại bây giờ đó họ có thể là thu mua Coinbase thu mua những cái cổ phần của những công ty mà có lưu trữ như Bitcoin hơn là tự đi thu mua Bitcoin nhưng mà dù sao nữa đây là một cái bước tiến tới rất là tốt các bạn hiểu được là bây giờ đó thì coi như là không còn ai nói là Bitcoin là lừa đảo hay là thị trường này lừa đảo nữa tại vì các bạn thấy được công ty Coinbase đã là một công ty lên trên sàn chứng khoán và chúng ta chưa biết được là cuối cùng thì khi mà bắt đầu xuất hiện trên sàn chứng khoán đó thì công ty Coinbase này là đáng giá bao nhiêu nhưng mà dựa theo những cái thông tin tôi nhận được ta là công ty này có thể đáng giá lên tới là 100 tỷ đô la có thể nói là công ty lên sàn mà với cái giá trị cao mà là cái chứng khoán liên quan đến công nghệ như là chúng ta thấy được là trước đây chúng ta thấy là cái xuất hiện của công ty Facebook ở trên sàn chứng khoán đã lâu rồi chúng ta không thấy một công ty công nghệ nào mà chứng khoán xuất hiện trên sàn mà có cái giá trị cao như vậy chúng ta hãy tiếp tục để mà chờ đợi thì nói tới thông tin kế tiếp thì chính thông tin liên quan tới Morgan Stanley thật ra đây là thông tin mà cũng được nhiều người chia sẻ nhưng mà cũng không có gì gọi là uh, quá đặc biệt đây là thông tin liên quan đến là Morgan Stanley thì đương nhiên công ty này là một công ty đầu tư và công ty Morgan Stanley đó là trong tay có rất là nhiều những cái quỹ đầu tư các bạn hiểu được bây giờ đã tổng cộng là sẽ có khoảng chừng là 12 quỹ đầu tư như là mà nhìn thấy trên màn hình thì những quỹ đầu tư này đó bây giờ thì công ty Morgan Stanley sẽ cho phép để mà cho đầu tư vào thị trường Bitcoin nhưng mà không phải để đi thu mua Bitcoin mà là một là thu mua Bitcoin Futures còn hai là đi thu mua cổ phần của Bitcoin Trust từ công ty Grayscale. Đây là điều đã được chia sẻ bởi Morgan Stanley lại thêm rất là nhiều những quỹ đầu tư sẽ dính dáng với lại cái giá cả của Bitcoin trong tương lai Các bạn hiểu được thị trường bây giờ đó mà nếu nói tới là về mặt pháp lý đó Nếu như mà chúng ta thì được là cứ tiếp tục như vậy Có rất nhiều những quỹ đầu tư đầu tư gián tiếp hay là trực tiếp vào thị trường Bitcoin này Thông qua cổ phần của công ty Rayscale Bitcoin Trust Thông qua hợp đồng tương lai Thông qua cổ phần công ty Coinbase hay là thông qua những công ty mà đang lưu trữ Bitcoin trực tiếp Thì nếu như mà về cái phương diện pháp lý đó thì trước khi mà ra một cái luật nào mà ảnh hưởng xấu đối với thị trường crypto thì phải suy nghĩ cho kỹ tại vì rất dễ dàng mà thấy được là nếu như mà chúng ta thấy có một cái thông tin xấu được chia sẻ với Bitcoin liên quan đến pháp lý thì sẽ dẫn đến là hàng loạt những cổ phiếu sẽ xuống giá rất là nhanh chóng tại vì rất nhiều cổ phiếu bây giờ là giá trị hầu như là đi cùng một xu hướng với Bitcoin hiện bây giờ đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là một trong những điều rất là tốt về cái phương diện là chúng ta sẽ an toàn hơn về mặt pháp lý khi mà càng ngày càng có nhiều thông tin là nhiều quỹ đầu tư đầu tư trực tiếp hay là gián tiếp vào bitcoin hay là chúng ta thấy là có thêm những công ty như là Coinbase lên sàn chứng khoán Hoa Kỳ và nhiều người cho là công ty kế tiếp sẽ là công ty BlockFi. BlockFi thì công ty mà cũng đã biết là các bạn có thể là mượn và gửi crypto để mà nhận lại hàng tháng Và kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan đến thông tin của Cardano Thì Cardano đã ra thông báo là cho đến thời điểm bây giờ đó thì mạng lưới Cardano đã hoàn toàn phi tập trung thì nghĩa là sao có nghĩa là khi mà chúng ta thấy được là Cardano đã ra cái cập nhật sau lì vào tháng 7 của năm ngoái đó thì Cardano cái công ty đứng sau lưng mà hỗ trợ sự phát triển đó chính là công ty IOSK hay còn gọi là Input Output Hồng Kông thì công ty này là công ty đứng sau lưng của mạng lưới Cardano vẫn còn là hoạt động để mà hỗ trợ cái việc mà tạo khối có nghĩa là những cái nhà mà tạo những cái chuỗi khối trong lưới của Cardano nhưng mà cho đến ngày hôm nay đã thông báo là mạng lưới này hoàn toàn phi tập trung có nghĩa là công ty IOSK công ty này đã không còn đứng sau lưng bất cứ một cái hội tạo khối nào nữa bây giờ tổng cộng là có 2.000 những cái hội mà staking để mà tạo khối trên mạng lưới của Cardano đây hoàn toàn là một mạng lưới phi tập trung thì một chuyến điều mà chúng ta thấy là mạng lưới Cardano đang vẫn tiến tới cái bạn thì được chúng ta nhìn vào cái biểu đồ của Cardano đi đây là cái quá trình tiến triển của Cardano thì chúng ta nhìn vào cái quá trình phát triển Cardano đi các bạn thấy là Cardano sẽ có 5 cái giai đoạn giai đoạn 1 là Byron chúng ta coi như là thành công rồi Giai đoạn thứ gì là giai đoạn Shelly là cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn phi tập trung Giai đoạn Biden là cái giai đoạn mà các bạn cần phải có cái nền tảng, cái nền móng để bắt đầu phát triển Chúng ta đã thấy là tháng 7 năm ngoái chúng ta đã có cái giai đoạn Shelly để được kích hoạt Đó chính là cái giai đoạn mà tập trung vào cái sự phi tập trung Kế tiếp là giai đoạn Gowen Giai đoạn này là giai đoạn chúng ta sẽ có những cái hợp đồng thông minh Và bắt đầu sẽ thấy những cái dự án chạy trong lưới của Cardano cho đến khi mà chúng ta thấy là Google xuất hiện, chúng ta cũng không biết được là thực hư mạng lưới Cardano như thế nào. Nhưng mà đây là mạng lưới mà các bạn thấy được đã phát triển nhiều năm và là một trong những cái mạng lưới mà sử dụng một cách hoàn toàn khác so với những mạng lưới kia. Nghĩa là bất cứ một cái quyết định nào của Cardano cũng phải thông qua rất là nhiều những cái bài viết cũng như là những cái bình luận của những người mà chuyên ngành trước khi mà thực hiện. Cho nên đây là một cái mạng lưới mà có sự phát triển là chọn cái con đường phát triển khó khăn hơn so với nhiều mạng lưới khác nhưng mà kế tiếp sau khi mà có going đó chính là scaling quyền sẽ chú tâm vào làm cho mạng lưới nhanh hơn và phát triển mạnh hơn và cuối cùng là governance gọi là botare đây chính là cái thời điểm mà mạng lưới cơ đau này sẽ chú tâm vào cái việc quản trị nhưng mà thật ra các bạn thấy được là những cái Phần này đó Shelley, Gowen, Basho và Voltaire đều cùng nhau phát triển song song. Cho nên chúng ta sẽ thấy những cái hợp đồng thông minh của Cardano sẽ xuất hiện ở trong cái thời điểm là khoảng chừng là vài tháng tới đây. Đây là điều được hứa hẹn của mạng lưới Cardano và một chuyến điều mình thường cảm thấy là rất hay được chia sẻ trong bài viết này đó chính là đội Cardano thì nghĩ là khi chúng ta nói tới phi tập trung đó thì chúng ta phải nói tới ba phần Thứ nhất đó chính là block production có nghĩa là cái cách mà tạo ra những cái block trên mạng lưới, blockchain. Thứ nhì là networking có nghĩa là mạng lưới và thứ ba đó chính là governance có nghĩa là quản trị. Đây là điều rất là quan trọng tại vì các bạn thấy được là nhiều dự án chấp phải là nhiều dự án cho là mình là phi tập trung nhưng mà khi bạn nhìn thì phần lớn những ai mà tạo ra lốc trên mạng lưới đều tập trung vào một số những đơn vị họ hoàn toàn nắm hết quyền trên mạng lưới giống nhiên là các bạn thấy được là những mạng lưới mà có 21 người làm đại diện thì các bạn thấy được những mạng lưới này là cái việc mà tạo chuỗi trên blockchain hoàn toàn tập trung và thứ nhì nữa là cho dù là có một mạng lưới mà cái việc là tạo chuỗi tạo lốc là phi tập trung nhưng mà cái việc quản trị hoàn toàn là tập trung có như là các bạn thấy được là chỉ một đơn vị duy nhất thôi là có thể quyết định tất cả không có những cái chế độ quản trị phi tập trung Nhưng mà Cardano là một mạng lưới mà Thuận đã chia sẻ với các bạn nhiều năm Và là một trong những cái đồng liên quan đến nền tảng mà Thuận đang lưu trữ Ngoài trực Cardano ra thì đương nhiên các bạn thấy được là mạng lưới của Binance Smart Chain Và còn lại đó chính là Ethereum Thì chúng ta trước khi mà kết thúc video này các bạn thấy được là giá Bitcoin bây giờ đã là 59.425 rồi Chúng ta đang có một ngọn nến giờ rất là xanh và chúng ta thấy Ethereum bây giờ đã trở về và trong thời gian vài phút có thể là qua khỏi 2.000 đô. Hy vọng là khi các bạn xem video này Ethereum đã qua khỏi 2.000 đô rồi. Và đây là những thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Đương nhiên, nhưng mà nào mà muốn nhận đi những thông tin mới nhất và nhanh nhất thì theo dõi Thuận Capital trên mạng xã hội. Nhất là theo dõi Telegram, channel mà các ta bấm vào có link bên, bên dưới hay là Facebook hay là Twitter tất cả link sẽ nằm bên dưới hay là các bạn muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận khác video như là các bạn à, muốn giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance thì link nằm bên dưới hay là các bạn có thể nhận được những cái bonus khi mình tham gia vào những sàn như là Bybit, sàn mt đây cũng là một sàn margin mà có chế độ copy trade hay là sàn FTX, sàn Binance US một lựa chọn cho những nào mà đang sống ở Hoa Kỳ hay là sàn Coinbase chúng ta cũng không cần nói gì về Coinbase, BlockFi một ứng dụng cho vay các bạn có thể là nhận được lãi hàng tháng À, thông qua link của thuận cap được các bạn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô và tiếp tục hoàn đây là cái dịch vụ hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on chain và thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn